Bởi vậy tôi đọc trong kinh thấy Phật dạy rất là kỹ. Phật dạy mộng có tới 5 thứ mộng là trong nhà Phật nói tới 5 thứ mộng. Một, mộng về sinh lý. Sinh lý tức là cái thân mình hoặc nằm nghiêng nằm đồi mà nó kẹt mạch máu, nó thấy cảnh mộng. Mà cảnh mộng mà về sinh lý thì nó thấy chập chờn lắm, thấy rồi lát lên ra cứ quên hết rồi. Đó là mộng về sinh lý. Hai, mộng về tâm lý. Tâm lý tức là mình nghĩ tưởng ai, tưởng nhớ người đó nhiều, cái mộng thấy người đó. Đó là mộng về tâm lý. Thứ ba nữa, mộng do cái nghiệp ác. Mình làm nhiều nghiệp ác, bây giờ ngủ cái hay thấy mộng, hoặc là bị cọt rượt, hoặc là bị người ta rượt đánh đập mình, những cái mộng dữ á, giật mình thức dậy cứ muốn đổ mồ hôi hột. Đó là cái mộng dữ, là nghiệp ác. Còn thứ tư nữa là do cái nghiệp lành. Mình mộng mình thấy đi chùa, thấy lại Phật, thấy gặp toàn người hiền người tốt không, thì đó là cái mộng lành, là thiện, thiện nghiệp. Cái thứ năm nữa là mộng do thiện thành hộ pháp mất bảo. Đó, thiện thành hộ pháp mất bảo, bởi vì mình có cái duyên, có cái phúc gì đó, cho nên gặp cái cơn nguy hiểm thì có những vị tới mất bảo mình. Mà mộng do thiện thành hộ pháp mất bảo thì nó hiện đúng như cái gì thấy thì nó có sự thật. Thì như vậy đó, quý Phật tử tự nghiệm cái mộng mình thì biết nó thuộc là loại gì. Chứ đừng nói mộng là không hết. Có những cái mộng nó vẫn có, nhưng mà có cái mộng không có nghĩa gì. Đừng tin tất cả mộng, phải không? Nhưng mà biết cái nào nó là thật, cái nào là không thật. Chứ còn thế gian thì cứ nói thôi chiều à, hoặc là sinh lý, hoặc là tâm lý gì đó thôi. Nhà Phật chia rất là rõ. Bởi vậy nên những người tu mà rất thanh tịnh á, khi nào ngủ mà thấy cái mộng dữ, hoặc bị người đánh đập, hoặc là bị cọp rượt được, thì giật mình thức dậy liền đi sám hối, biết mình còn nghiệp dữ, nghiệp ác còn. Đó. Còn nếu mà ai mộng mà thấy đi chùa, thấy Phật, thấy Bồ Tát rồi đó, thì cái đó là mộng lành, mình có cái duyên, có cái đạo đức sâu.